Xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn yêu lan trên mọi miền tổ quốc. Em xin được giới thiệu, tên là Biểu, chuyên bán phong lan rừng tại Cao Bằng ạ. Và số điện thoại để cô chú anh chị liên hệ đặt hàng bên cơ sở lan rừng em là 0849490188 hoặc 0396164604. Hiện tại là buổi tối của ngày mùng 6 tháng 2 năm 2023. Thì tối hôm nay bên cơ sở lan rừng nhà em có cập bến rất là nhiều những cái mặt hàng kg ạ. Và nhiều những cái dòng hàng lan đẹp đáng sưu tầm. Những cái cây lan đang chi chít là nụ rất là tuyệt vời để cô chú anh chị có thể thưởng thức ngay một mùa hoa đẹp ở cái thời điểm mùa xuân này ạ. Và bên cơ sở lan rừng nhà em có ship hàng toàn quốc. Khi cô chú anh chị nhận hàng thì mới phải thanh toán trả tiền cho bên người phát hàng. Do em báo thì sẽ chưa bao gồm có phí vận chuyển ạ. Và khi cô chú anh chị đặt hàng có thể gọi điện hoặc nhắn tin theo số điện thoại mà bên em vừa cung cấp. Cước phí vận chuyển bên em được tính là từ 3 kg đổ lại, cước phí sẽ là 35.000 cho một đơn hàng. Mỗi 1 kg tiếp theo, cước phí sẽ cộng thêm 5.000 nữa cho 1 kg tiếp theo. Cước phí này thì sẽ được áp dụng cho tất cả các vùng miền Bắc, Trung, Nam trên toàn quốc. Và sau đây em xin được điểm qua chi tiết từng mặt hàng, báo giá đến cô chú anh chị và các bạn những mặt hàng hiện tại bên cơ sở lan rừng em đang có nhé. Thì đầu tiên ạ, em vẫn muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó là cái lô đai châu hay còn gọi là nghinh xuân ngọc điểm. Cái thời điểm đầu xuân này, những cây đai châu hiện tại vẫn còn đang có nụ rất là xinh như thế này cô chú anh chị nhé. Một cái lô hàng đai châu đầu xuân cực kỳ là rẻ luôn ạ. Và hôm nay thì em chỉ bán với giá có 210.000 cho 1 kg. 220.000 cho 1 kg cái dòng đai châu này cô chú anh chị nhé. 220.000 cho 1 kg đai châu rừng bắc trụ. Hiện tại thì đang nụ và số cây thì nó sẽ rơi khoảng tầm 2 cho đến 5 cây trên 1 kg của chú anh chị ạ. Hàng thì gần như là không có lỗi lá của chú anh chị này. Đó, có hơn 200.000 cho 1 kg đai châu hay còn gọi là nghinh xuân ngọc điểm ấy ạ. Cái dòng đai châu này thì thực ra là nó nở rất là chuẩn Tết, thậm chí là nở trước Tết. Nhưng mà năm nay thì tiết đi sau cô chú anh chị thấy biết rồi ạ. Đấy thì hiện tại vẫn còn có những cây nó đang nụ rất là xinh như thế này cô chú anh chị nhé. Với giá chỉ có 220.000 cho 1 kg thôi, hàng đẹp cô chú anh chị. Thể lấy 1 đến 2 kg về ghép chậu trồng trụ quá là đẹp luôn. Dạ sang bên này đây, em có cái dòng lan hạc vị Bắc. Hạc vị Bắc. Đây là cái dòng lan cái hạc vị. Cái hạc vị này thì hiện tại đang nụ rất là xinh như thế này này cô chú anh chị này. Đó. Hàng này thì sẽ có cả lẫn cả thân già, thân tơ đang nụ đẹp như thế này. Và hàng này thì em sẽ bán với giá là 150.000 cho 1 kg của chú anh chị nhé. Dạ, tiếp sang bên này đây cũng sẽ là hạc, dòng hạc vĩ. Và đây là cái dòng hạc cũng là dòng hạc vĩ thiên cung, hạc vĩ Bắc. Thì cái thân đen chùi chũi và mập nú. Hàng này thì 100% thân tơ của chú anh chị nhé. Và thì cái dòng này thì nó chưa nhú đụ đâu cô chú anh chị ạ. Nhìn cái thân thôi thì cô chú anh chị thấy là đẹp mê rồi đúng không ạ. Cái hàng này thì sẽ không có thân già. Em bán với giá là 190.000 cho 1 kg. Và sang bên này đây sẽ là cái lô hoàng thảo chuỗi ngọc. Hàng đang rất là đẹp tuyệt vời như thế này cô chú anh chị này. Đang nhú nụ nhá. Hàng đang nụ ạ. Đẹp. Rất là đẹp luôn với những cái thân căng mướt tuyệt vời như thế này. Đấy, nói chung là cái tầm bây giờ cô chú anh chị có thể lấy là thời điểm đẹp trong năm để cô chú anh chị có thể ghép những cây lan cho sân vườn của nhà mình, những cây chuối ngọc rất là đẹp như thế này. Em bán là 180.000 cho 1 kg hoàng thảo chuỗi ngọc ạ. Và tiếp sang bên này đây sẽ là cái dòng lan đùi gà tròn. Cái dòng đùi gà tròn chi chít là nụ luôn cô chú anh chị này. Hoa của đùi gà tròn cũng nở rất là sát Tết luôn. Giờ đang nụ quá là đẹp luôn ạ. Dạ cô chú anh chị nhìn cho em. Hoa rực rỡ mà cô chú anh chị, đùi gà thì không lạ gì rồi đúng không ạ. Cái dòng đùi gà này em xin phép được bán với giá là 180.000 cho 1 kg cô chú anh chị nhé. Đã được cắt tỉa khá là kỹ đấy ạ. Hàng rất là nhiều thân hoa. Rồi sang bên này đây sẽ là cái dòng sơn thủy tiên cô chú anh chị nhé. Sơn thủy tiên đang sưng những cái mắt nụ rồi ạ. Dòng sơn thủy tiên ạ. Rất là đẹp luôn. Mỗi một giả hành như thế này thì nó có thể cho 2-3 cái chùm hoa luôn cô chú anh chị. 2-3 cái chùm giả chùm hoa vàng rực rỡ luôn đấy ạ. Và cái dòng sơn thủy tiên này em bán với giá là 180.000 cho 1 kg. Và tiếp sang bên này đây sẽ là dòng lan hoàng thảo kèn. Chi chít là nụ luôn và cái hàng này á là 100 cũng là 100% thân tơ nhá. Mỗi một thân như thế này sẽ là một suối hoa rất là tuyệt vời luôn ạ. Đảm bảo cô chú anh chị sẽ được thưởng thức một mùa hoa hoàng thảo kèn đẹp mê ạ. Những cây kèn tím đẹp mê ở đây cô chú anh chị nhá. Mầm gốc thì cũng đang lên này. Dòng lan hoàng thảo kèn em bán là 450.000 cho 1 kg. Em sẽ bán từ 0,2 kg. Nếu như cô chú anh chị nào mà muốn thưởng thức ngắm những cây hoàng thảo kèn thì đừng bỏ qua cái thời điểm bây giờ ạ.
Đây là cái thời điểm quá là đẹp. Một dạng nữa thôi là những cây kèn này nó sẽ sổ bông và nó sẽ khó thuần hơn cô chú anh chị nhé. Nên là nếu cô chú anh chị mà muốn chinh phục, muốn sở hữu ngắm những cái bông kèn thì đây là cái thời điểm đẹp nhất trong năm cô chú anh chị ạ. Em sẽ bán từ 0,2 kg ạ. Và tiếp sang bên này đây thì em có cái dòng lan ngọc thạch 3 màu này. Cái dòng lan ngọc thạch 3 màu Bắc, thân căng mập nù như vậy này cô chú anh chị này. Đấy, thì cái dòng lan ngọc thạch này thì em xin phép được bán với giá là 140.000 cho 1 kg nhé chú anh chị nhé, 140.000 cho 1 kg ạ. Và tiếp sang bên này đây thì em có cái dòng lan kim điệp nhựa hay còn gọi là kim điệp thơm. Đấy, dòng kim điệp này thì cái độ bền của hoa nó phải tầm trên 2 tháng. Những bông hoa dày cộp như những bông hoa nhựa luôn. Đây là những cái nụ mà cô chú anh chị có thể nhìn thấy như quả luôn đấy ạ. Nụ nó lớn như vậy nên là vận chuyển đóng gói thì nó cũng có bị hỏng một số nụ ấy ạ. Em bán là 180.000 trong 1 kg, em sẽ bán từ 0,2 kg nhé. À, em bán từ 0,3 kg chứ. Dòng lan báo hỉ. Dòng lan báo hỉ thân cũng căng mướt như này. Lác đác vài thân là đang nhú nụ cô chú anh chị ạ. Cái dòng lan báo hỉ với sắc hoa đỏ hồng rất là xinh. À, rất là rực rỡ luôn. Cái dòng báo hỉ 110.000 cho 1 kg. Dòng báo hỉ. Và tiếp sang bên này đây thì em có dòng lan trầm tím hàng rừng ạ. Trầm tím hàng rừng cô chú anh chị nhé. Hàng này là 100% thân tơ bởi vì đã được nhà vườn người ta trồng thuần ấy ạ. Cô chú anh chị nhìn cho em ạ. Thân tơ căng mướt đẹp như thế này này. Em bán 450.000 cho 1 kg. Em sẽ bán từ 0,2 kg. Tức là với 0,2 cô chú anh chị có thể sở hữu ngay khoảng bằng này. Đó, bằng này cái thân trầm, tức là cô chú anh chị có thể có được một cái giò lan trầm trầm rừng quá là đẹp để mà thưởng thức luôn ạ. Đấy, tùy theo thân ngắn dài thì cô chú anh chị có thể được nhiều cây trầm hơn hoặc là ít cây trầm hơn cô chú anh chị nhé. Dạ, tiếp sang bên này đây thì em có những cái cây lan hoàng thảo Trần Tuấn này cô chú anh chị này, những cây hoàng thảo Trần Tuấn. Thì cái dòng Trần Tuấn này thì cũng là một cái dòng lan khá là khan hiếm, thỉnh thoảng mới có hàng về thôi ạ. Và đây cũng là cái thời điểm đẹp trong năm. À, những cây Trần Tuấn và hiện tại vẫn còn có những cây đang có nụ như thế này này cô chú anh chị này, những cây Trần Tuấn. Vài dòng lan hoàng thảo Trần Tuấn này thì em xin phép được bán với giá đây là 160.000 cho 100 g. Đấy, 1.600.000 cho 1 kg, em sẽ bán từ 0,1 kg. Đây cô chú anh chị này, ở đây cô chú anh chị cũng có thể chọn theo lô này, ví dụ như lô số 1 này là 160 này, cô chú anh chị được một giò Trần Tuấn sưu tầm đẹp nhé. Và phần số 2 này cũng là 160.000, chỗ này thì có hai rề cô chú anh chị ạ. Đấy, hai rề như thế này, 160.000. Đấy, lô này thì dài hơn ạ. Với hơn 100.000 cô chú anh chị có thể sở hữu cho mình những cây lan Trần Tuấn khá là hiếm hàng ở đây. Sang bên này đây thì em có những cái lô kiều vàng. Kiều vàng này thì em đang chia theo lô như thế này. Đấy, thì em còn vài lô thôi em bán nốt nhá. Lô này em gọi là lô số 1. Đủ cô chú anh chị làm một giò đẹp luôn ạ. Thân rất là dài luôn và nó chỗ này nó là một rề ạ. Lô số 1 này em xin phép được bán với giá là, lô số 1 này là 90.000 này cô chú anh chị này. Lô số 1 là 90.000 nhá, được một giò rất là đẹp luôn. Đấy, được một giò đẹp luôn ạ. Cái rề rất là to. Quá 90.000 quá là rẻ luôn nhá. Và phần số 2 này, phần kiều số 2 đây ạ. Phần kiều số 2 này thì em bán với giá là 80.000 này. Và phần kiều số 3, cái lô kiều số 3 rất nhiều luôn đây. Ngắn hơn. Cái lô kiều số 3 này em bán 100.000 và lô kiều số 4 thì em cũng bán 80.000. Đấy. 80.000. Cô chú anh chị ạ, được rất nhiều. Và bên này thì em có những cái lô hoàng thảo vôi. Lô này em gọi là lô số 1. Mỗi lô vôi như vậy cô chú anh chị là một giò đẹp nhé. Lô hoàng thảo vôi số 1 với giá là 80.000 này. Lô vôi số 2 cũng với giá 80.000. Và một cái lô long tu xuân cực kỳ là đẹp luôn. Năm nay long tu xuân không có hàng luôn ý cô chú anh chị. Đấy, tự dưng này hôm nay có về được một ít như thế này. Lô long tu xuân này em bán là 120.000 nhá. Và sang bên này đây thì em có hai lô cái dáng hương đuôi chồn. Mỗi một lô như thế này cô chú anh chị vì làm một giò đẹp này. Lô đuôi chồn số 1 với giá 100.000, lô đuôi chồn số 2. À, chồn tím nhá cô chú anh chị nhá. Dòng này là dòng chồn tím chứ không phải chồn trắng ạ. Chồn số 2 với giá là 90.000 ạ. Dạ, tiếp sang bên này đây sẽ là những giò sơn thủy tiên cô chú anh chị ạ. Những giò sơn thủy tiên nhá. Những giò sơn thủy tiên cực kỳ là đẹp luôn cô chú anh chị ạ. Những cái cây sơn thủy tiên này, những cái giò hàng thủy tiên sơn thủy tiên đã thuần này, một giả hành như thế này thì có thể em nghĩ rằng như cái giả hành này có thể cho 3 chùm hoa. Đấy, hiện tại cô chú anh chị có thể thấy là nó đang sưng đến 3 cái mầm hoa như thế này. 3 mầm hoa đây cô chú anh chị này. Có những cái cây đã nhú nụ rất là đẹp luôn như thế này nhé cô chú anh chị nhé. Cái giả hành này nụ ngắn ngắn thôi nhưng mà đang nụ rất là đẹp. Cái giò lan như thế này chắc chắn là sẽ có cho cô chú anh chị một cái giò sơn thủy tiên rất là để tuyệt vời để thưởng thức rồi. Đấy, cô chú anh chị có thể mua hàng cân bên kia ạ.
Hoặc là cô chú anh chị mua hàng chậu sơn thủy tiên này cho em cũng được cô chú anh chị nhé. Hàng cân bên kia là 180.000, về cô chú anh chị tự ghép. Hoặc là cô chú anh chị lấy giúp em những cái giò sơn thủy tiên quá là đẹp ở đây ạ. Giá chỉ có bao nhiêu ạ? 150.000 cho một cái chậu sơn thủy tiên này thôi cô chú anh chị nhé. Có 150.000 cho một cái chậu sơn thủy tiên quá là xinh như vậy. Và sang bên này đây thì hoàng thảo chuỗi ngọc cô chú anh chị ạ. Nè, hoàng thảo chuỗi ngọc thuần trong chậu nụ đẹp mê như thế này. Giả hành căng mướt luôn ạ. Rất là đẹp như thế này nhá. Và một cái chậu hoàng thảo chuỗi ngọc như thế này thì em đang nhú nụ nhá. Em xin phép được bán cũng với giá là 160.000 cho một cái giò lan hoàng thảo chuỗi ngọc. Chỉ cần vài bông nở thôi, hoa vừa đẹp, bền lại rất là thơm, cực kỳ là rực rỡ nữa. Nói chung là chuỗi ngọc một cái mặt bông rất là đáng thưởng thức luôn ạ. Bên này sẽ là những cái giò đen đô xuân ạ. Cái giò đen rô xuân nhiều thân cô chú anh chị nhá. Như năm trước thì mỗi một giò đen rô xuân như vậy ạ. Là ở đâu? Như hàng Tết, hàng Trung Quốc tuần sang ấy thì nó đang có nụ ạ. Một chậu một hai thân thôi, hai thân thôi, hơn 170, 180 đúng không ạ? Còn hàng này chuẩn đen rô xuân rất là đẹp mà hàng trồng thuần của Việt Nam mình. Đấy, một chậu nhiều thân như thế này. Thì hôm nay em còn có duy nhất là 5 chậu này. 5 chậu như thế này. Giá em bán là 150.000 cho một giò cô chú anh chị nhá. Dạ, sang bên này đây sẽ là những cái chậu trầm rồng đỏ cô chú anh chị ạ. Trầm rồng đỏ đang nhú nụ rất là xinh luôn này. Đây ạ. Những cái nụ đỏ au luôn như thế này này. Một chậu đang lên mầm gốc và đang nhú nụ rất là xinh. Chiều cao khoảng tầm 45 cm trở lên, em bán với giá là 60.000 cho một giò thôi nhá, chú anh chị nhá. 60.000 cho một chậu thôi. Đấy, dòng trầm rồng đỏ hoa chủ nở Tết. Và sang bên này đây sẽ là những cây lan hoàng nhạn cô chú anh chị ạ. Dòng hoàng nhạn thái rất là đẹp luôn như thế này. Nói chung là những cây nhạn rừng cũng rất là tuyệt vời, thơm, cực kỳ là thơm. Những cây nhạn nhưng mà để mà đạt được những cây nhạn gọi là to và những tác phẩm đẹp, mỗi một giò có thể cho những cái chùm hoa khủng và đẹp như là dòng nhạn thái thì nó sẽ rất là khó nhé cô chú anh chị nhé. Nên là nếu như cô chú anh chị muốn thỏa mãn được cái đam mê của mình, muốn có những cái tác phẩm nhạn đẹp tuyệt vời thì đây là sẽ là một cái lựa chọn. Những cây nhạn thái này là một lựa chọn hoàn tuyệt vời nhá. Với giá em bán một cái cây nhạn thái như vậy với giá chỉ có 130.000 thôi, cô chú anh chị có thể chọn cho em, trồng cho em hai cây trong một giò thì đảm bảo cô chú anh chị có một cái tác phẩm nhạn đẹp rất là đẹp luôn cô chú anh chị ạ. Dạ, sang bên này đây thì em có rất là nhiều, đủ rất là nhiều những cái dòng hàng lan thuần. Nói là đáng sưu tầm, đang rất nhiều nụ ở đây. Đáng sưu tầm, đáng thưởng thức. Giao lưu cùng cô chú anh chị với cái giá cực kỳ là rẻ cô chú anh chị nhé. Em xin phép được giới thiệu từng hình một đến cô chú anh chị ạ. Ở đầu tiên ạ, em có cái hình này gọi là hình số 1 này. Dáng hương đuôi cáo số 1. Những cây cáo lá xếp rất là to này. Hình này có 3 cây thôi mà cực kỳ là chất lượng luôn đấy ạ. 3 cây cáo to nhé. Và 3 cây này thì đây, như cây này cây mẹ con này. Cây bên kia là cây lá xếp rất là đẹp này đây ạ. Và năm trước thì mỗi một cây cho những cần hoa rất là dài luôn. 3 cây cáo to và đẹp như thế này ạ. Em xin phép được bán là 120.000 cho lô cáo này này. 120.000 nhá cô chú anh chị nhá. Và hình tiếp theo sẽ là hình cáo số 2. Cái hình này thì có tất cả là 6 cây. Cũng là những cây xếp, có những cây xếp V thẳng tắp luôn. Lô này toàn bộ là 6 cây nhá. Em cũng bán với giá là 120.000. Đấy, tùy cô chú anh chị lựa chọn. Đấy, tùy cô chú anh chị lựa chọn 120.000. Sang hình tiếp theo sẽ là hình số 3. Một chậu một cây cáo duy nhất. Cây đanh và khỏe đẹp nhé. Cái giò này em xin phép được bán với giá là 60.000. Đấy, 60.000 cho chậu cáo một cây này. Cô chú anh chị ạ, cây to nhé. Đảm bảo cây này sẽ đến mùa hoa sẽ cực kỳ là đẹp. Thì hàng này là hàng, cái chậu của nó là chậu đất nung nên là vận chuyển có thể bị vỡ chậu đấy cô chú anh chị. Sang hình tiếp theo sẽ là hình số 4. Một cái chậu cáo mà 3 cây đã trồng thuần rất là lâu rồi. 3 cây cáo cực kỳ là to và đẹp luôn. Đó, cô chú anh chị nhìn cho em ạ. 3 cây cáo cực đẹp nhá, chú anh chị nhá. Rất là to. Chậu này cũng trồng bằng chậu đất nung cô chú anh chị ạ. Nên là đây này, cái vòi hoa của năm ngoái này. Cái cần hoa năm ngoái đẹp mê ly luôn. Cái vòi hoa rất là dài. Nói chung là chậu cáo cực đẹp luôn ạ. Cái giò cáo này có 2 cây, đảm bảo là 3 cây, đảm bảo 3 cây này sẽ cho cô chú anh chị những chùm hoa gọi là đẹp rực rỡ, đẹp mê luôn nhá. Em bán cái giò này với giá là 200.000 ạ. Cô chú anh chị nào nó nhanh tay sưu tầm. Bên này sẽ là một cái giò điệp tím của vùng Cao Bằng này cô chú anh chị này.
100.000 cho chậu điệp tím này. Thì những cái chậu này bằng đất nung nên là khi mà vận chuyển đóng gói thì có thể là không giữ được. Thì cũng mong cô chú anh chị là hết sức thông cảm nếu như bị vỡ chậu cô chú anh chị nhé, khi cô chú anh chị đặt hàng ấy ạ. Dạ, tiếp sang bên này đây sẽ là những cây đai châu Thái. Hình này là hình 11, là những cây đai châu Thái này cô chú anh chị ạ. Cái dòng đai châu Thái, em có châu rừng bên này, cô chú anh chị muốn lấy châu rừng thì đây là cái lựa chọn tuyệt vời đây. Có giá cực rẻ với giá 220.000 thôi. Cô chú anh chị có thể chọn những cái chậu châu Thái này cho em. Đấy, cây này hoa sẽ là hoa trắng tím đấy cô chú anh chị. Và cái chậu này thì em bán với giá chỉ có 150.000 một chậu 2 cây nhá. Và sang hình tiếp theo ạ, là cái hình số 12. Một cái chậu đang hai cần nụ rất là xinh đẹp, 130.000 cho cái cây đai châu này. 130.000 nhá, đang có nụ này, thơm nức luôn cô chú anh chị ạ. Tiếp theo sẽ là chậu số 13, chậu này hai cái vòi hoa. Cái dòng đai châu thì hoa rất là bền luôn. Cái chậu này hình 13, 140.000. Thơm nức luôn cô chú anh chị ạ, nức mũi luôn. Tiếp theo là chậu số 14. Giò này cũng hai cây, em bán với giá là 150.000. Và tiếp sang bên này đây sẽ là hình số 15. Hình số 15 ba vòi hoa này, hoa này sẽ là cũng là tím đốm nhá. Đang có 3 cần nụ này. Cái giò này em bán với giá là 150.000. Và hình tiếp theo 16. 16 này em bán là 140.000. Cây đai châu Thái rất là đẹp luôn như thế này. Và sang bên này sẽ là những cái giò giáng hương tam bảo sắc. Em nghĩ rằng là những ai chơi lan chắc chắn không thể thiếu cho mình những giò tam bảo sắc đúng không ạ? Nếu như mà không chơi tam bảo sắc thì em nghĩ rằng là thực sự là một cái thiếu sót luôn. Chắc chắn một điều là 100% những người chơi lan sẽ sở hữu những cái giò tam bảo sắc. Bởi vì cái mùi hương của nó và rất là dễ thuần dễ chăm luôn. Đây cô chú anh chị nào mà muốn thưởng thức những cái bông tam bảo sắc sớm thì đây ạ. Giò tam bảo sắc đang nhú nụ này. Giò này em gọi là giò số 17 nhá. Giò tam bảo sắc số 17. Với giá em bán là 150.000 cô chú anh chị ạ. 150.000 thuần rất là lâu rồi. Đấy, về cô chú anh chị chỉ việc treo lên và chờ thưởng thức hoa cho em ạ. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 18. Dạ. Giò số 18 này cũng đang nhú nụ này. Đấy, có những cây đang nhú nụ, có cây thì chưa cô chú anh chị nhá. Giò số 18 này em bán với giá là cũng là 150.000 này. 150.000. Và hình số 19 ạ. Hình số 19 rất là đẹp luôn. Này, nụ này, cô chú anh chị này, sum xuê rất là sum xuê này. Nhiều ngọn sum xuê như thế này. Về cô chú anh chị treo lên ạ. Khi mà đến mùa hoa rủ xuống cái cần hoa vươn dài và rủ xuống cực thơm. Cái giò này đẹp cô chú anh chị nhá. Rất là đẹp luôn. Em bán cái giò này với giá là 150.000. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 20. Đây, hình 20 này, nụ này cô chú anh chị này. Mỗi một cây có thể cho hai cái chùm hoa này. 20 cũng là 150.000. Và hình số 21 ạ. Cô chú anh chị ngắm cho em rất là đẹp luôn đúng không ạ? Cũng 150.000. Và hình tiếp theo là hình số 22. 22 này, có những cây to đẹp. Ít cây nhưng mà rất là chất lượng nhá. Hình này em bán với giá là 140.000. Và hình tiếp theo sẽ là hình số 23. Hình số 23 đây cô chú anh chị, nụ này. Hình số 23 này em cũng bán là 150.000 nhá. 150.000 cho giò này, lá dày cộp luôn. Tiếp theo sẽ là hình số 24. Hình 24 này, tam bảo sắc 24 đây, rất là đẹp, thân to dài. Đẹp nhá cô chú anh chị nhá, ngay cả những thân ngắn ngắn như thế này cũng cho nụ rồi. Đó, cô chú anh chị nhìn ạ, quá là đẹp luôn. Giò này em cũng bán là 150.000 nhá, 150.000 giò 24, giò 25. Giò 25 này ạ. Giò 2 năm này em cũng bán với giá là 150.000. Đấy, 150.000 cho giò 2 năm. Giò 26 này cũng là 150.000 nhá. Đấy, tùy cô chú anh chị lựa chọn. 26 150.000. À 140.000 cho giò 26 này, có một cái ngọn này nó bị gãy mất. Và tiếp theo là giò 27 này. Giò 27 này là 150.000, tùy cô chú anh chị chọn này. Và sang hình tiếp theo, sang bên này sẽ là cái dòng đai ý thảo nhé, cô chú anh chị nhé. Cái dòng ý thảo ấy ạ. Hình 28 là những cái chậu ý thảo siêu nụ đẹp như thế này, cô chú anh chị này. Đây đang có một cái cần hoa này nở. Là một cái cần hoa này nở sớm. Cái thân này hình như nó là cái bông hạc vĩ nhá, hạc vĩ thiên cung ấy, cô chú anh chị. Ôi trời ơi, thơm.
Đây, những cái thân ý thảo rất là nhiều, 2 này, 3, 4, 5, 5 thân, 6 thân ý thảo đang nụ nhá. Đấy, và một cái thân hạc vĩ nở sớm này. Cái giò này như vậy em bán với giá là 150.000 cô chú anh chị ạ. 150.000 cô chú anh chị sẽ có một cái suối hoa rất là đẹp để thưởng thức này. Tiếp theo sẽ là hình số 23, cũng là cây ý thảo. Ba cái vòi hoa, ba cái vòi, bốn cái vòi hoa rất là dài ở đây ạ. Đã, nụ chi chít luôn, cũng lẫn một cái cây hạc vĩ thiên cung đẹp. Giò này em bán với giá là 150.000 nhé. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 30 ạ. 30 cái giò này quá là xuất sắc luôn, cực kỳ là nhiều thân nhé, của chú anh chị nhé. Rất là nhiều thân. Thì ở đây cũng có một cái thân hạc vĩ lẫn vào, nó nở sớm hơn này. Và cái giò này em xin phép được bán với giá là 160.000 ạ. 160.000 cho giò 20. Giò 21 này, 21 ở đây cô chú anh chị này. Cực kỳ nhiều thân nhá cô chú anh chị nhá. Thân ngắn nhưng rất rất nhiều thân luôn ạ. Có khi phải đến cả chục thân ý, ngắn dài ấy cô chú anh chị. Giò này em cũng bán có 160.000 thôi ạ. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 32. Hình số 32 này, ý thảo 32 cũng rất nhiều nụ ở đây ạ. Đấy, 32 cô chú anh chị nhá. 150.000 cho giò 32 và giò số 33 này. Giò số 33 ở đây ạ. Cũng rất nhiều thân ạ. Em bán cái giò này nhá, nó cực kỳ là sai bông cô chú anh chị ạ. Cái giò này em cũng bán 150.000. Và tiếp theo sẽ là giò số 34. Giò số 34 này, cái thân đều tăm tắp luôn cô chú anh chị ạ. Rất là đẹp. 2, 4, 6, 7, 8 thân hoa gì đấy. Cái giò này em bán là 160.000 nhá. 160.000 cô chú anh chị có một cái suối hoa rất là đẹp để mà thưởng thức ạ. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình 35 này. 35 này sẽ là hình 35. Giò 35 này, đây sẽ là cái cây giả Hawaii trắng và giả hạc Hawaii tím nhé cô chú anh chị nhé. Đấy ạ, giả hạc Hawaii trắng và Hawaii tím. Dòng này thì hoa nở chuẩn đúng cái thời điểm Tết ấy. Nhưng mà bây giờ ấy thì là nó lệch lệch bởi vì là năm nay tiếp đi sau. Thì ngoài ra còn có thêm những cái thân này cũng là những cái không biết là giả hạc Hawaii trắng hay là tím cô chú anh chị ạ. Cả một cái giò như vậy em bán với giá là 150.000 này cô chú anh chị này. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình 36. Cái giò này sẽ là giò giả Hawaii tím nhá. Giò giả Hawaii tím, bởi vì em nhìn thấy cái nụ của nó sẽ là tím như vậy rồi. Đấy, hoa cực kỳ là thơm luôn cái dòng giả Hawaii này. Em bán cái giò này với giá là 160.000. Đấy, cực kỳ là nhiều thân luôn. Hình tiếp theo hình 37. Hình 37 này thì có cả trắng và tím này cô chú anh chị này. Hoa của nó to đùng luôn, trắng không tì vết luôn cô chú anh chị ạ. Dạ, nụ xanh lét này là trắng này lẫn với cả những cây tím nhá. Và giò rè này, giò 37 này em xin phép được bán là 150.000. Và hình tiếp theo sẽ là hình số 38. Cái giò 38 này cũng sẽ có những cây Hawaii tím cực kỳ là thơm, rất là thơm luôn. Sẽ có những cây Hawaii trắng nữa đây cô chú anh chị này. Nụ xanh này sẽ là Hawaii trắng nhá. Giò này sẽ có cả trắng và tím đẹp như vậy đi ạ. Em bán cái giò này với giá là 160.000 cho giò này nhá. À, và bên này đây sẽ là cái giò già hạc chớp Mỹ. Thơm nức luôn. Trời ơi là thơm luôn. Đây đang lên mầm gốc như thế này, nhưng mà nó đang sổ hoa rồi, đang ba mầm gốc nhé. Em bán thanh lý xả, bởi vì nó đã nở hoa rồi, chỉ làm cây giống thôi. 50.000 cho cái giò già hạc chớp Mỹ này. 50.000 cô chú anh chị nhé. Hoa rất là thơm. Mặc dù đã gần tàn đến nơi rồi mà cực kỳ là thơm luôn. Sang bên này thì em có những chế phẩm vật tư dành cho hoa lan ạ. Em có vỏ thông nhé. Đủ size 1, 2, 3, 4 vỏ thông vụn đồng giá 20.000 trong kg. Rêu rừng 50.000 trong kg. Và các cái chế phẩm dành cho hoa lan. Phùng nguyễn 25.000 trong một lọ, 50.000 trong một cặp. Duy xanh 50.000 trong một ống. Duy đỏ 60.000 trong một ống nhé. Và B1 Thái 40.000 trong một lọ. B12 giải độc cho cây với giá là 30.000 trong một lọ. Thuốc đặc trị côn trùng 90.000 cho một lọ. 3 loại phân bón thông minh tan chậm có kiểm soát đồng giá 30.000 cho một lọ. 3 loại phân bón lá đồng giá 35.000 cho một lọ. Cát tan đặc trị thôi nhũn 40.000 cho một lọ nhé. Và Kinkinbun cũng là dòng đặc trị thôi nhũn 25.000 cho một gói. Chichoderma phân bón vi sinh kháng nấm, một túi này là 100g với giá 15.000.
một túi 1 kg với giá 35.000 và một hộp 1 kg với giá 130.000. Bên này dây buộc lan chiều dài 100m, dao cắt kèm theo tiện dụng 35.000 cho một cuộn. Và bên này là phân bón chùn quế nguyên chất dòng cao cấp ạ. Giá em bán 35.000 cho một túi của chú anh chị nhé. Dòng này thì có rất là thương hiệu rồi. Và bên này đây thì em có sản phẩm đó là phân bón dinh dưỡng hữu cơ vi sinh. Sản phẩm được làm từ dịch chuối, phân trâu và đỗ tương đã ủ men vi sinh, ủ kháng nấm trong vòng trên 2 tháng. Sản phẩm này em bán là 35.000 cho một túi. Và cô chú anh chị nào mà đã từng sử dụng sản phẩm này rồi thì gần như là đều quay trở lại để đặt hàng cái dòng phân bón này. Một cái sản phẩm mà em nghĩ rằng nhất rất là nhiều những cái lợi ích, cũng như là một cái sản phẩm rất là hoàn hảo. Bởi vì nó có, thứ nhất là cung cấp giá trị dinh dưỡng tối ưu, bởi ngoài phân trâu thì nó còn có cả dịch chuối và đỗ tương này, nên là cung cấp giá trị dinh dưỡng tối ưu và cực kỳ là lành, thoải mái cô chú anh chị bón, trộn với cái giá thể mà không sợ đen đầu rễ luôn cô chú anh chị nhá, thoải mái bón ạ. Và ngoài ra ấy, thì phân này nén rất là chật, nên là khi mà cô chú anh chị bón hay là tưới ấy, thì nó sẽ không bị mùn, không bị tan cái phân này ra, nên là làm giá thể lúc nào cũng sạch, mà lại cung cấp cái giá trị dinh dưỡng rất là lâu. Đấy. Và giá của nó chỉ có 35.000 ạ. Bên này thì em vẫn có cái sản phẩm là tinh dầu hồi, em bán với giá là 40.000 cho một lọ nhé. Có dạng treo, dạng lăn và dạng nhỏ giọt ạ. Dạ, em vừa giới thiệu đến cô chú anh chị những cái mặt hàng hôm nay mà bên em đang có, và cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi. Em xin phép được dừng clip ở đây ạ.